Được coi là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng ngày càng phát triển với những tiềm năng về kinh tế, du lịch và dịch vụ. Người Đà Nẵng thành công, năng động và luôn đem lại nhịp sống náo nhiệt cho thành phố. Nhưng nét đẹp vẫn luôn được lưu giữ qua thời gian. Và đó là lý do chúng tôi đã có mặt tại Đà Nẵng để trao gửi đến khách hàng những bảo vật của thời gian. Gia Bảo Luxury luôn tập trung đến là những thương hiệu cao cấp nhất được cả thế giới công nhận như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Audemars Piguet. Chúng tôi luôn luôn mong muốn mang đến cho những người đam mê nhịp đập của cổ máy thời gian những sản phẩm đồng hồ chính hãng, uy tín, chất lượng với giá cả tốt nhất và gói dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp dành cho tất cả khách hàng với những sản phẩm mà chúng tôi bán ra. Chúng tôi hy vọng rằng Gia Bảo Đà Nẵng sẽ là một địa điểm những nhà sưu tầm, những người yêu thích, đam mê những cỗ máy thời gian phức tạp tự học tại nơi đây mỗi cuối tuần để chúng ta cùng nhau phát triển một cộng đồng yêu thích, đam mê đồng hồ ngày một mạnh mẽ tại khu vực miền Trung. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ không phải lo về phong cách, chất lượng, giá cả và dịch vụ. Chúng tôi sẽ lo tất cả giúp bạn. Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian.